Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại chúng tôi đang ở trong phối cảnh nhà mẫu của dự án chung cư Wem Riverside. Thì hiện tại trước mắt các bạn đây là có đến tận 12 cái block. Có 2 cái block đôi. Đây các bạn, đây. Và nó nằm ở vị trí là nằm ở giao giữa Mai Chí Thọ và cao tốc Long Thành. Thì cái đường này đường song hành đúng không anh? Đường số 1, đường song hành với cái đường số 1 này. Ok, thì đây là một cái dự án hình như là được đất sen đầu tư rất là ác đúng không? Dạ đúng rồi. 5 mấy ngàn tỷ nha. 5 ngàn tỷ đúng không? Đúng rồi. 5 ngàn tỷ. Thì đây này là phối cảnh quay hình của nó ven sông này. Có lẽ đây là sông Sài Gòn đúng không? Cái này là sông Dòng Vũng Tàu nhé. Sông Dòng Vũng Tàu. Dạ. Ok. Thì trước mắt các bạn đây chính là có đến tận 12 cái block và mỗi block cao 33 tầng, gồm có 2 tầng là duplex đúng không? Là có nghĩa là căn hộ đôi đấy. Căn hộ tôi có nghĩa là có 2 tầng. Đấy thì đây là chính là cái phối cảnh của cái dự án này. Thì cái dự án này phải nói rằng là cực kỳ lớn rồi, chắc chắn rồi. Nó một trong những dự án ở nằm ở phía đông của thành phố, nằm ở quận 2. Và nó là một trong những dự án gọi là lớn nhất ở khu vực phía đông của thành phố này. Có nghĩa là chúng ta đi trên trục đường Mai Chí Thọ đi vào qua hầm Thủ Thiêm thì cái dự án này hiện tại có thể là lớn nhất rồi đấy. Và cái tiến độ của nó hiện tại như thế nào anh? Hiện tại thì bên em đang trong quá trình là chuẩn bị ép cọc làm móng thôi. Mới cọc làm móng thì dạ, rồi khoảng bao lâu thì bán giao nhà chẳng hạn? Tiến độ như thế nào? Bán giao nhà là quý 3 năm 2020. 2020, có nghĩa là bán giao là xây một lần là 12 lốc luôn hay là xây từng lốc lốc dạ, lốc? Hiện tại thì bên em xây 4 lốc đầu tiên là lốc 1, lốc 2, lốc 3, lốc 4. Dạ. Đó. Là cái lốc này là khối ruby. Khối ruby. Dạ, đúng rồi. Ok. Hiện tại thì ở trong cái căn này thì vì định hướng của nó là cho nên là nói chung là cũng dành cho rất là nhiều loại đối tượng, cho nên là cũng có rất là nhiều diện tích đúng không? Thì đúng diện rồi. Tích thấp nhất là 49m. Dạ. Và có những cái diện tích như thế nào để em có thể nói qua một xíu được không? Mình sẽ có diện tích là căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Nếu mà căn 2 phòng ngủ thì nó khoảng từ 71 tới 85m². 3 phòng ngủ là 95m². Đó, còn căn 1 phòng ngủ là 49. Là căn diện tích thấp nhất. Ok, thế là còn mức giá nó như thế nào? Giá thì mình sẽ có giá tham chiếu từ tập đoàn là khoảng 38 triệu một mét vuông. 38 triệu một mét. Đúng rồi. Có nghĩa là căn hộ thấp nhất sẽ rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 7. Đúng rồi, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8. Và dạ. Ok, rồi cảm ơn em rất là nhiều. Đây là những cái tiện ích của nó đúng không? Có sân tennis này, sân bóng rổ này, có cả bể bơi bên kia nữa. Đúng rồi, bể bơi là 3.400 mét vuông, uốn lượn 12 block. Thế là rất là quá đẹp luôn. Hệ thống hồ bơi quá đẹp. Cái này chỗ này quá đẹp ha. Phải nói cực đẹp. Đây là cái căn đôi này. Đây là cái đường Mai Chí Thọ đúng không nhỉ? Đường song hành với đường Mai, đường song hành với đường cao tốc. Đường số 1 là đúng không? Đường này là đường nội bộ song hành với đường cao tốc. Đúng rồi. Tương lai là khoảng cuối 2019 là mình sẽ hoàn thành cái đường song hành rồi. Wow, đẹp đấy. Chỗ này làm tầng chung cư tầng có cái block này nó làm cái nhà gửi xe, là nó làm lộ khối đế dưới hai hai tầng ở phía dưới mình sẽ có cái tiện ích như khu thương mại rồi, và mình có sẽ để xe hơi. Ở trên mình sẽ có cà phê, quán cà phê. Đẹp nhỉ. Vậy là cái chung cư này là thu gọi là cao cấp đúng không? Chung cư đúng cao rồi. Cấp đúng không? Mức giá đây nó là rất cao cấp của tập đoàn Đất Xanh. Cao cấp nó rất đẹp đây luôn. Thì trước mắt các bạn đây chính là cái dự án Wem Riverside đó. Wow, quá đẹp luôn. Đây là cái gì đây? Cái này hình như là trung tâm giải trí gì này. Quá đẹp. Bên kia là mấy cái hồ bơi uốn lượn xung quanh, cực đẹp luôn. Uốn lượn theo 12 cái block. Wow, đỉnh quá đỉnh luôn. Hiện tại ở đây là rất là khó quay nên là tôi phải nói nhỏ là một xíu thì người ta không cho quay. Đấy, mấy cái này quá đẹp quá hoặc ha. Nếu chỗ này thì cách quận 1 có vài cây, 4-5 cây à. Đi rất là nhanh. Đi quận 7 cũng đấy nha, đi cao tốc Long Thành phóng đi đâu cũng nhanh hết. Nói chung cũng không kẹt xe mấy. Không có kẹt xe đường Mai Chí Thọ thì làm sao mà kẹt xe được. Đấy, quá đẹp. Đấy thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhà mẫu để xem nhá. Đây có mấy cái biệt thự này. Đấy, wow, biệt thự này chắc đắt tiền lắm.
nghĩa là dự án này là có cả biệt thự nữa, phối cảnh nó có cả biệt thự nữa. Thì chắc là khoảng 2-3 năm nữa thì chúng ta sẽ dọn vào ở được rồi. À, đẹp chưa này?